Shopmoviet.vn bán ít điện quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello cho bạn nha, hôm nay Mô Việt sẽ chơi con cá chạy kiều Gross đi rừng mùa 20. Nhưng mà hình như là cá gặp cạn rồi. Ở bên kia có Arum này. Sáng phá này thì hơi thọt một tí, bởi vì thậm chí là bạn Malok còn chưa lên đồ phụ trợ luôn cơ. Thế là anh em ơi, bây giờ mình sẽ di chuyển một tí qua mid hit. Hit ké thôi anh em ơi, không ảnh hưởng gì đến bạn Gidu nha. Bây giờ meta mùa 20 chúng ta có thể làm điều đó rất là bình thường. Các bạn có thể là đỡ bị thọt hơn và có thể lên level 4 tí nữa còn tranh rơi được. Nhưng có lẽ thì lượng bố farm bình thường thì chắc là cũng ra rơi trước rồi, bởi vì bây giờ 1 phút 25 giây mình vẫn còn đang bùa đỏ mà. Thôi ôm tí nhá Kỳ ơi, mình đến đây. Nếu team bạn băng trụ thì chơi được, còn nếu không băng trụ thì khó chơi lắm em ơi. Bởi vì chất tướng là mình phải biết chất tướng team bạn như nào, chất tướng team mình như nào. Đó, chất tướng khỏe hơn thì đừng có dại mà chơi khô máu. Hãy lợi dụng trụ nha, như pha này này. Mình nào lên mình bật chiêu của này, mình chém này, vừa chém vừa lui anh em ơi. Vừa chém vừa lui, vừa chém vừa lui, vừa chém vừa lui, vừa chém vừa lui. Đó. Thế bạn lưu bố là cậy khỏe mà anh em ơi. Thò chân vào trụ là bị bắn sấp mặt ngay. Ok ok. Khóa là mình chơi nha, còn không khóa thì thôi. Bây giờ là sẽ biến về và ăn rồng. Check cái rồng cái bạn ơi. Check rồng đi kìa. Malok ơi, máu còn nhiều mà. Để xem là team bạn ăn rồng không. Chứ để team bạn ăn rồng thoải mái là cũng hơi. Ui, đây đây đây, đừng tí nữa đừng có mà trừ rừng là không ăn mục tiêu nha. Bởi vì là mình đánh nhau rừng team bạn phía dưới rồi. Các bạn ở phía trên mà không kéo bùa, kéo rồng ra, không hỗ trợ két rồng thì mình không đến kịp đâu. Ok. Thực ra mùa 20 này mình thấy con cá vẫn đi rừng được. Mặc dù là chất tướng hơi lết một tí, nhưng mà anh em vẫn có thể giao tranh được và ăn mục tiêu cũng rất là nhanh. Nên là đây là vị tướng đi rừng cũng khá là ok mùa 20. Quan trọng làm sao là các bạn vào giao tranh đi chuyển sao rồi ganh cho hợp lý thôi. Bây giờ đứng đây để chém nha, nhưng mà thấy anh Ichigo đi qua thì thôi, thần chết thì chạy thôi anh em ơi. Không có đánh được nha anh em, mà solo với lưu bố là anh em thua. Bây giờ mình câu cái chiêu cuối nào, cái chiêu cuối, câu chiêu cuối, bật cái chiêu cuối lên mình chạy. Đó. Thế là cay thôi, tiếp tục farm này. Ở với đội hình team mình thì toàn tướng deck game, chỉ mỗi bạn Malok là mạnh một tí đầu game. Và bên kia thì cũng kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà team bạn có rừng mạnh nha anh em ơi. Có rừng mà FP mạnh là hơn một vị trí. Nên là thế mà đánh sai một tí thôi là bị slowball. Team không ngóc đầu lên được luôn. Nhưng mà có mạng anh em ơi. Thơm rồi. Sau đây anh em là hôm nay mình có một cái biểu hiện của sự lười biếng là trưa nay không up clip. Ở kìa ơi, về đi làm gì vậy? Ui nháy đèn kìa, trời ơi. Có biết là lưỡi bồ có chiêu phương thiên họa kích không hả bạn ơi? Quá ngưu luôn. Cái câu này đồng đội nói là không có sai đâu. Mình đồng ý. Đồng ý cả hai tay hai chân với cái ngưu khỉ của bạn Malok và bạn Hildu. Thôi, ăn xe xa, cái con này thì có lợi thì ăn thôi. Còn nếu mà team bạn ra kép thì bỏ đi bạn ơi. Bỏ đi. Thứ nhất là team bạn đông người hơn, thứ hai là con xe xa là không nhất thiết phải hy sinh cú đấm ăn xôi giống như con rồng, hai con rồng đầu game đâu. Bỏ đi. Chuẩn bị ăn con rồng tiếp theo này. Chơi con cá này các bạn phải tỉnh nha, phải biết bỏ những trường hợp mà lúc đầu game là cái thời điểm quan trọng cực kỳ của cá, là cái thời điểm các bạn farm. Nếu anh em farm tốt thì anh em sẽ lết sớm và các bạn có thể khỏe sớm. Còn nếu anh em mà cứ cố đấm ăn xôi mà cân team đầu game ấy là các bạn sai luôn. Con này có thể là lao vô quẩy đội hình team bạn, nhưng cần có sự hỗ trợ của đồng đội. Nếu mà team hơn người thì mình quẩy được, còn nếu mà team bạn hơn người thì thôi rồi, đừng có cố đấm ăn xôi nha, trong khi chất tướng của team bạn quá khỏe đầu game. Cứ bình tĩnh thôi, farm kia, farm lên và farm rừng để có thể là lớn nhanh nhất có thể. Đó cách mà các bạn đi rừng những con tướng kiểu late game như cá là chúng ta có thể được khỏe sớm. Mà con cá là một con tướng đặc biệt, nó không phải là siêu late siêu khỏe, mà là anh em ơi, đến thời điểm nó khỏe, khi anh em có tầm
đâu đây là anh em lớn nhanh nhá, anh em có tầm 2 đồ thôi hoặc là 3 đồ anh em đã quẩy được rồi. Nhưng mà đến thời điểm mà team cả hai team full đồ thì anh em lại không quẩy nữa. Đó, đó là cái kiểu của cá full dam anh em ơi, mà beta hiện tại cá full dam vẫn phê, vẫn chém sướng nha. Bây giờ cơ hội là team mình đông hơn là chém rất là phê. Ở lưới 4 kìa anh em ơi, khóa lắm, khóa lắm. Hero còn có chục cuối. Ok. Rồi, lợi thế anh em, lợi thế. Win sớm. Xanh sớm. Đó, xanh sớm như thế này thì lợi thế là cứ thế mà chúng ta slow ball thôi. Rồi, mục tiêu. Đó, bây giờ cũng đâu có muộn. Lúc đầu mình không ăn là mình không có cơ hội được ăn thôi. Chứ đâu phải là mình lười ăn đâu, thò nè. Lẽ là thò nè chắc mình là hơi sai nha. Đây này, AD team bạn chết luôn. T8 bắt đầu vào chém thôi. Vì CK cũng bật mất cái chơi 1 rồi. Thực ra cái con Seneca là một trong những con tướng xạ thủ dễ bị bắt bậc nhất game Global, bởi vì nó là một con tướng mà anh em thấy là chỉ có mỗi chiêu chạy thôi. Hết chiêu chạy, hết phép bổ trợ là thôi toang. Cũng giống như John, giống như Theolab, cực kỳ dễ bị bắt bắt hên nữa. Nhưng mà Seneca đầu game nó rất là yếu. Tí nữa cuối game cơ, bắn mới ghê anh em ơi. Đổi đúng rồi, đổi khí đi, mình xuống lấy trụ luôn. Ủa, bảo team bạn lên giày kim cường cứ để lên giày hậu vệ đi. Ok. Cứ giày hồi chiêu với giày hậu vệ đi thì team mình lại dễ chơi mà. Ngô Hindu lại còn nhắc nhở người ta chứ. Hay mà lốc chưa rơi xuống là lên bản điểm số rồi. Đây thì là thực ra con Arum counter mình, nhưng mà anh em thấy là mình nãy giờ mình đâu có cho Arum tóm đâu. Đó, mình đâu một mình quẩy team ở từng sức mạnh đâu. Nên là vẫn có thể quẩy được khi team bạn có những con tướng counter nha. Đây là anh em mà kiểu gì cũng hết chiêu cuối rồi. Bây giờ mình xuống chém là ok này. Chém thôi, hết chiêu hết rồi. Cứ thế mà chém thôi. Chạy đâu, đứng lại. Ok, chém bay đầu hết. Đó anh em ơi, người đến sau là nhân vật chính nha. Tỏa sáng lấp lánh như một vì sao không bao giờ tắt. Cái công thức đi rừng mùa 20 thì mình chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Nói lại một phần tóm tắt này, đó là ở dưới phút thứ 8 hãy ăn rồng, trên phút thứ 8 hãy ăn Cesa bóng tối, và phút thứ 15 hãy ăn Cesa bạo chúa. Đó anh em nhớ nha, chỉ cần nhớ như vậy thôi là anh em sẽ biết đi rừng rồi. Ok, có lẽ trận đấu này nó đã dễ rồi anh em ơi, cực kỳ dễ luôn. Khi mình là xanh sớm, bây giờ mình sẽ không sợ lực bố nữa. Và team bạn càng đông mình chém càng sướng. Đó. Thế mới thích nha anh em ơi, chỉ cần né cái chiêu cuối của Adum ra thôi. Ma lốc luyện ngục hay, nhưng mà sai rồi bạn ơi, bạn đã tạo tiền đề cho mình quẩy team rồi. Ui, hơi sâu. Xin blue cá, ok bạn ơi, cứ ăn đi. Quá lỗi luôn. Còn đấy là team mình thiếu người, ma lốc đã sai rồi. Mình kiểu là mình biết vào nhưng mình biết ra, chứ như các bạn biết vào không biết ra là toang luôn. Con cá này thì những cái pha của team ý, ở team bạn đông đông anh em giữ cái chiêu 1 nhé, đừng dùng hết. Cái chiêu 1 mình có thể mình quyết định mình chạy được. Nhiều khi mình chạy nha. Hey, không có đồng đội không dám tóm luôn. Bây giờ ơi, bơi với ai bạn ơi. Chạy đâu, chip bộ kêu. Chém hết cá, chém hết. Công nhận khỏe thật anh em ơi. Full dam vẫn là cực kỳ khỏe từ vị trí của Q-Rod. Mà anh em chơi kiểu kiếm chi hồn ấy, mình thấy là phê hơn cái kiểu khúc bão tố nhá. Thực sự là phê hơn rất là nhiều luôn anh em ơi. Ôi bị tóm, có băng. Ok rồi, bây giờ bật chiêu cuối chém này. Đó, một đứa, hai đứa, trời ơi, trụ không bán mình là mình chém hết nha. Em nói chung thì anh em ơi, 12 mạng phút thứ 10 cho con cá. Đây là thời điểm đỉnh cao nhất của con cá từ phút thứ 13 đến phút thứ 15 anh em ơi. Đó, từ 10 đến phút thứ 15. Nếu anh em xanh sớm thì đó là cái thời điểm đỉnh cao, anh em có thể cân team được. Bây giờ thôi win luôn.
để lâu tí nữa là hay bị sát đào đó anh em ơi. Ok, và xin chào anh em và bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.